Cuộc đời oan trái của hai danh ca, có tên loài chim họa Mi Sơn Ca, thay thế Khánh Ly Thanh Tuyền tại Paris by Night 136. Thời gian gần đây, những khán giả của Trung tâm Thúy Nga có thể dễ dàng nhận thấy rằng danh ca Khánh Ly đã vắng bóng trong thời gian dài tại những đại nhạc hội Paris by Night. Dù bà vẫn thường xuyên cộng tác với những chương trình của đài SBTN hay Chúc Hồ Music, không biết vì lý do gì mà danh ca Khánh Ly và Trung tâm Thúy Nga lại tạm dừng kết hợp. Trong số đặc biệt kỷ niệm 40 năm hành trình, có thêm một gương mặt gạo cội vắng bóng, đó chính là danh ca Thanh Tuyền. Được biết là vì sức khỏe của bà không đảm bảo, sự vắng bóng của các danh ca ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng của một chương trình hoành tráng. Tuy nhiên, như bà Tô Ngọc Thủy từng chia sẻ, Thúy Nga có rất nhiều sự lựa chọn và bất cứ ca sĩ nào cũng có lượng khán giả riêng của họ. Chính vì vậy, chương trình Paris by Night 136 lần này đã đánh dấu sự trở lại của hai danh ca có tên những loài chim là Họa Mi và Sơn Ca, được cho là thay thế vị trí thiếu vắng của Khánh Ly, Thanh Tuyền. Không ngờ sự kết hợp giữa danh ca Họa Mi, Sơn Ca lại đem lại hiệu ứng tuyệt vời như vậy. Khán giả xúc động vô cùng khi giọng ca của Sơn Ca và Họa Mi cất lên, nhưng ít ai biết rằng chất chứa trong tiếng hát ngọt ngào ấy là cả một cuộc đời oan trái phía sau của hai danh ca có tên rất đẹp này. Hai cô đều là học trò của thầy Hoàng Thi Thơ. Họa Mi là một trong những ca sĩ nổi bật nhất thuộc thế hệ sau cùng của làng nhạc Sài Gòn trước năm 75. Cô được nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phát hiện, nhận làm học trò và được đánh giá là có giọng hát trong và thánh thót ở những nốt cao, ấm áp và tình cảm ở những nốt trầm. Vì vậy đã trình bày thành công được đa dạng thể loại nhạc. Ca sĩ Họa Mi tên thật là Trương Thị Mỹ, sinh năm 1955, là con gái út trong gia đình có hai người anh trai, từ nhỏ được cha mẹ rất cưng chiều. Tuy nhiên khi Họa Mi mới 11 tuổi, cha của cô qua đời vì bệnh nan y, người mẹ vì đau buồn nên bị trầm cảm sinh đau bệnh và cũng ra đi chỉ 6 năm sau đó. Năm 17 tuổi, Họa Mi mất cả cha lẫn mẹ và sống cùng với người anh trai. Tên tuổi Họa Mi thật sự được đông đảo quần chúng biết đến là khi cô được xuất hiện trong chương trình ca múa nhạc kịch của Hoàng Thi Thơ phát trên truyền hình hàng đêm. Họa Mi nói rằng chính chương trình này đã thực sự làm thay đổi cuộc đời của mình. Tuy nhiên trong lúc nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đang dẫn đoàn sang tới Nhật thì bị kẹt lại ở đó vì trong nước xảy ra sự kiện tháng 4 năm 75. Họa Mi không còn được thầy hướng dẫn nữa. Cô nghĩ rằng sự nghiệp ca hát của mình đã chấm dứt nên dự định tiếp tục theo học ngành luật để kiếm sống bằng nghề khác. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, Họa Mi được nhạc sĩ Ngọc Chánh đến tận nhà tìm và mời tham gia trong chương trình ca nhạc kịch trong đoàn kịch Nói Kim Cương, là đoàn hát duy nhất của miền Nam được hoạt động ngay sau thời điểm tháng 4 năm 75. Ban nhạc của nhạc sĩ Ngọc Chánh phụ trách thu âm. Trong ban này có nghệ sĩ thổi saxophone nổi tiếng là Lê Tấn Quốc vừa mới tham gia vào để cùng diễn tấu cho Họa Mi hát. Khi đó Lê Tuấn Quốc là một nghệ sĩ trẻ, đẹp trai và tài năng. Trong những lần gặp gỡ nhau trong hàng đêm hát ở đoàn Kim Cương, Họa Mi và Lê Tấn Quốc nảy sinh tình cảm và quyết định về chung một nhà vào năm 76, chỉ sau 6 tháng quen nhau. Sau đám cưới, cũng giống như phần lớn nghệ sĩ khác, đời sống kinh tế của vợ chồng Lê Tấn Quốc và Họa Mi vô cùng khó khăn, nhất là khi ba người con của họ lần lượt ra đời. Sự thiếu thốn về tiền bạc khiến cho cả ba người con này bị suy dinh dưỡng và lao phổi. Khó khăn không dừng ở đó, Lê Tấn Quốc lại bị bệnh mắt bẩm sinh, gọi là hẹp thị giác. Thị lực ngày càng yếu dần. Năm 88, một đoàn văn nghệ của Sài Gòn được lưu diễn ở Pháp và Họa Mi cũng có tên trong đoàn. Nhân dịp này, Họa Mi quyết định trốn ở lại Pháp, không về nước cùng đoàn. Vì việc này mà Họa Mi đã chịu rất nhiều lời dị nghị ở trong nước, nói rằng cô bỏ quê hương, bỏ người chồng tật nguyền và ba đứa con nhỏ dại. Ở bên Pháp, Họa Mi có lý do để làm như vậy, nhưng không thể tự thanh minh cho mình. Cô muốn ở lại Pháp để tìm cơ hội đưa chồng sang cùng. Hy vọng nền y khoa tiên tiến của phương Tây có thể chữa khỏi bệnh mắt của người chồng, đang dần trở nên trầm trọng. Cũng tại Pháp, Họa Mi được gặp lại thầy của mình là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ lần đầu sau 13 năm xa cách. Đêm đêm Họa Mi đi hát ở nhà hàng Người Hoa và cộng tác với Trung tâm Thúy Nga. 2 năm ở Pháp, cô làm việc cật lực để có tiền, gửi về cho chồng con ở trong nước. Họa Mi đã làm mọi cách để lo chữa bệnh cho chồng. Trong đó có việc cô đã gửi thư đến tận đệ nhất phu nhân Pháp để kể về hoàn cảnh của mình và mong nhận được sự giúp đỡ. Sự kiên trì của Họa Mi may mắn được hồi đáp. Đệ nhất phu nhân đã giúp cô làm thủ tục cho cả gia đình, được đoàn tụ tại Pháp. Ngoài ra còn giới thiệu các bác sĩ giỏi nhất của Pháp Quốc để chữa bệnh cho nghệ sĩ Lê Tấn Quốc. Họa Mi vui mừng đón cả gia đình sang Pháp, nhưng sau đó lại nhận được tin buồn là những bác sĩ nhãn khoa giỏi nhất của Pháp cũng không thể cứu chữa được cho Lê Tấn Quốc. Lê Tấn Quốc rơi vào tuyệt vọng,
đồng thời lại không thể hòa nhập được với cuộc sống mới. Ông cảm thấy mình là gánh nặng cho họa mi trên xứ người và không biết làm việc gì để giúp đỡ cho vợ. Họ đi đến một quyết định khó khăn là chia tay nhau, dù lòng vẫn còn quyến luyến. Sau này, nghệ sĩ Lê Tấn Quốc nói rằng thời gian 4 tháng ở Pháp là những ngày tháng kinh khủng nhất trong cuộc đời. Ông về lại Việt Nam một mình, để lại ba con cho họa mi chăm sóc và nuôi dưỡng. Vì nuôi con một mình nên họa mi không thể đi lưu diễn dài ngày, tài chính trở nên khó khăn. Nhưng cô cũng cố gắng vượt qua quãng thời gian này. Lê Tấn Quốc về Việt Nam được 3 năm, thì kết hôn với một phụ nữ nhỏ hơn ông 18 tuổi, có thêm 2 người con. Đợi chồng cũ lập gia đình và đã có người mới chăm sóc, họa mi đã có thể yên tâm để tái giá vào năm 95. Với người chồng là kỹ sư, quê ở Sa Đéc nhưng đã sống ở Pháp từ nhỏ. Sau khi làm đám cưới tại Pháp, họa mi và chồng về lại Việt Nam tổ chức lễ báo hỷ tại nhà hàng, đã tạo dựng tên tuổi cho họa mi năm xưa là Maxim. Khi đó Lê Tấn Quốc cùng người vợ mới cũng đến chung vui. Đó có thể xem là một kết cục đẹp cho cuộc hôn nhân cũ của họa mi và Lê Tấn Quốc. Sau khi lấy chồng mới, họa mi nghỉ hát để giúp chồng kinh doanh cửa hàng bánh. Khi công việc tạm ổn, cô dự định đi hát trở lại thì lại mang thai con út. Có thể nói họa mi đã trải qua một cuộc đời đầy phong ba và nhiều thử thách. Sự nghiệp của cô từ khi bắt đầu được biết đến năm 74 cho đến tháng 4 năm 75 là khoảng thời gian rất ngắn nên không có được nhiều thành tựu như thế hệ đi trước. Sự trở lại sân khấu Thúy Nga lần này của họa mi được khán giả vô cùng ủng hộ. Sơn Ca, một trong những ca sĩ thuộc lớp tuổi trẻ nhất trong làng văn nghệ Việt Nam thời đệ nhị Cộng Hòa. Ca sĩ Sơn Ca tên thật là Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh năm 54 tại Sài Gòn, là chị cả trong gia đình có 7 anh chị em. Sau khi đậu tú tài 2, Sơn Ca thi vào luật khoa và trong một lần tham gia văn nghệ ở trường luật, dưới hàng ghế khán giả có một nhạc sĩ danh tiếng bậc nhất thời đó là Hoàng Thi Thơ. Sơn Ca bắt đầu đi ca năm 72, được chú Hoàng Thi Thơ nâng đỡ bằng cách cho hát những nhạc phẩm mới nhất của chú. Sơn Ca, họa mi và Bùi Thiện là ba người được vinh dự này, cô ca sĩ líu lo nói. Chú thích tên những loài chim hót hay. Cùng ca sĩ Bùi Thiện, Sơn Ca tạo dựng tên tuổi cho mình bằng những nhạc phẩm thơm nồng hương lúa quê nhà. Tên tuổi Sơn Ca đang trên đà đi lên thì sự kiện tháng 4 năm 1975 xảy ra, tình trạng khó khăn đến với cô cũng như tất cả những nghệ sĩ khác trong một hoàn cảnh mới mà tương lai trên con đường ca hát trở nên mù tịt. Nhưng chót vướng nghiệp vào thân và say mê ánh đèn sân khấu, Sơn Ca đã đến với những đoàn Kim Cương và Thẩm Thúy Hằng để có cơ hội trình diễn trước khán giả. Nhờ có cơ hội lưu diễn tại nhiều tỉnh miền Tây, Sơn Ca quen biết với một số người để sau đó cùng nhau tổ chức vượt biên. Ý định của cô thành tựu vào năm 79, khi cùng chồng và một cô em ruột rời bỏ quê hương, họ xuống Cần Thơ và ra thẳng cửa biển rạch giá, tới được Thái Lan và ở đây nửa năm, cho đến năm 80 được định cư tại Mỹ. Tưởng rằng cuộc sống hôn nhân với người chồng đầu tiên, thành hôn năm 1976, sẽ được êm xuôi nơi đất khách, nhất là sau khi đã có với nhau một con gái tên Anh Thư. Nhưng Sơn Ca tâm sự, nói cho ngay đời sống hôn nhân của tôi trắc trở, không được vui vẻ lắm. Thành Thư ly dị vì một sự việc oan trái vào năm 90, rồi thì 5 năm sau, mới lập gia đình với ông bên này. Như cô tâm sự, ông bên này mà Sơn Ca đề cập tới, hiện cùng với cô sống một cuộc sống hạnh phúc êm đềm ở Úc từ năm 95. Mặc dù không có những sinh hoạt ca nhạc rầm rộ như ở Cali, nhưng Sơn Ca vẫn thích sống ở thành phố yên tĩnh và hiền hòa, và có vẻ tà tà hơn bên Mỹ này. Với số người Việt chỉ hơn 10.000, Sơn Ca tỏ ra rất hài lòng với cuộc sống hiện nay. Với công việc thường ngày là nhân viên bán y phục tại một siêu thị lớn, lần trở lại sân khấu Thúy Nga số 136 này sẽ là một kỷ niệm mà cô không bao giờ quên.